Phản chuyển thuật thức là một trong những thuật thức cấp cao và khó học nhất trong Jujutsu Kaisen, và một trong số những chú thuật sư có thể học được nói cơ bản về thuật thức phản chuyển thì nó chính là việc khai thác năng lượng tích cực để chữa lành. Nghe có vẻ giống với thực tế quá nhỉ? Thế nhưng, như chúng ta đã biết thì các chú thuật sư chỉ có thể khai thác và sử dụng được chú lực hay năng lượng tiêu cực mà thôi, chứ chưa từng có ai có thể khai thác và sử dụng năng lượng tích cực một cách trực tiếp cả, đúng không nào? Ừ thì đúng là như vậy, thế nên để có thể sử dụng được năng lượng tích cực để chữa lành thì thuật thức phản chuyển chính là bước trung gian để chú thuật sư có thể khai thác nguồn năng lượng này. Và sở dĩ mình chỉ nhắc đến phản chuyển thuật thức dùng để chữa lành là vì nó là một trong những cấp độ cơ bản nhất của việc sử dụng kỹ thuật cấp cao này. Còn để biết được thuật thức phản chuyển có thể làm được gì và các cấp độ sử dụng phản chuyển thuật thức thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Cấp độ cao nhất trong việc chữa lành. Như các bạn đã biết thì trận đấu giữa Sukuna và Gojo chính là một trong những trận đấu đỉnh cao nhất trong lịch sử chú thuật. Và ở trận đấu này, cả hai đã cho chúng ta thấy được đỉnh cao của chú thuật là như thế nào. Và bên ngoài những thuật thức tấn công mãn nhãn và lãnh địa hoành tráng thì một trong những màn thể hiện đỉnh cao nhất của hai kẻ mạnh nhất này đó chính là khả năng thi triển thuật thức phản chuyển của hai nhân vật. Vì là một trận đấu đỉnh cao, thế nên không ai có thể tránh khỏi việc bị đối phương tổn thương cơ thể. Thậm chí là cả ông thầy Dí Nhố và Nguyên Vương cũng đều mất đi một bộ phận nào đó trong cuộc chiến bởi đòn tấn công của đối thủ. Thế nhưng với khả năng sử dụng phản chuyển thuật thức ở mức đỉnh cao thì cả hai con người này đều có thể hồi phục lại cơ thể một cách dễ dàng, thậm chí là còn hồi phục cả những bộ phận bị mất nữa cơ. Nhưng nếu như họ chỉ dừng lại ở mức độ đó thì phản chuyển thuật thức của Gojo và Sukuna đã không được bình xếp vào cấp độ cao nhất của việc chữa lành cơ thể rồi. Đầu tiên chúng ta phải nói tới tốc độ hồi phục cơ thể của cả Gojo và Sukuna và hiệu quả hồi phục. Các bạn còn nhớ khi Gojo và Nguyên Vương đấu lãnh địa với nhau như thế nào không? Ông thầy Nhí Nhố đã thua và phải chịu hàng triệu vết chém khi ở trong lãnh địa ngự trụ tử của Sukuna. Tuy nhiên thì mặc dù bị chém tới mức lớp da của ông thầy bị bào mòn hết và cơ thể như chỉ còn lại lớp thịt bên ngoài thì Gojo vẫn có thể hồi phục lại cơ thể như ban đầu với một tốc độ cực kỳ nhanh. Cứ như thể chạm kích của Nguyên Vương tác động tới đâu thì phản chuyển thuật thức của Gojo hồi phục cơ thể ông thầy tới đó. Ngay cả khi ông thầy bị chém xuyên qua cổ và tưởng chừng như Gojo sẽ chết sau nhát chém đó thì cổ của ông thầy vẫn kịp hồi phục một cách thần kỳ, nhờ đó mà Gojo mới giữ được mạng của mình hết lần này tới lần khác. Dù liên tục thua Sukuna trong các trận đấu lãnh địa, thế nhưng đỉnh cao nhất của việc sử dụng phản chuyển thuật thức của ông thầy Nhí Nhố đó chính là Gojo có thể hồi phục cả thuật thức của bản thân. Sau khi bành trướng lãnh địa thì chúng ta đều biết rằng thuật thức sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì lúc này chú thuật sư đã sử dụng một lượng lớn chú lực đột ngột. Vậy nên sau khi kết thúc bành trướng lãnh địa thì việc điều khiển chú lực lẫn thuật thức sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Thế nhưng Gojo lại có thể sử dụng phản chuyển thuật thức chữa lành vùng vỏ não bị tổn thương nơi thuật thức được khảm vào, từ đó có thể giúp cho ông thầy hồi phục lại khả năng kiểm soát chú lực và sử dụng chú thuật một cách bình thường ngay sau khi kết thúc lãnh địa mà không cần phải đợi thời gian để hồi phục. Sukuna cũng là một người có tốc độ sử dụng phản chuyển thuật thức ở tốc độ cực kỳ nhanh, và có thể nói là khả năng của hắn cũng là 1:9:10 so với ông thầy Dí Nhố về tốc độ hồi phục. Thậm chí là khi hắn quan sát được cách mà Gojo đã hồi phục lại thuật thức của bản thân thì hắn cũng đã sao chép khả năng này, nhờ đó mà Sukuna cũng có thể sử dụng thuật thức ngay lập tức sau khi kết thúc lãnh địa của mình. Thế nhưng có vẻ như Nguyên Vương hơn ông thầy Nhí Nhố một bậc trong việc hồi phục bằng phản chuyển thuật thức. Bởi lẽ Gojo thì không hồi phục cho người khác được mà chỉ có thể hồi phục cho bản thân mà thôi. Còn Sukuna thì có thể làm được điều đó, thậm chí là còn làm ở mức độ cực kỳ cao. Hắn từng hồi sinh cho Yuji theo đúng nghĩa đen sau khi móc tim của nhân vật chính ra ngoài để làm quà ra mắt với Megumi. Mà mình xin nhắc lại là ở thời điểm đó Yuji đã thực sự chết rồi đấy nhé. Nhưng Nguyên Vương đã hồi sinh anh chàng này lại đấy. Và ở sự kiện Shibuya thì hắn một lần nữa ra tay cứu bòi lạnh lùng Megumi sau khi anh chết lâm sàng. Và phải nói là khả năng sử dụng phản chuyển thuật thức của hắn quá là bá đạo. Khi mà ở cháp 248, Sukuna đã từng nhắc rằng khi sử dụng thuật thức phản chuyển để chữa trị cho người khác thì hiệu quả sẽ bị giảm đi nhiều khi sử dụng cho bản thân. Vậy mà hắn vẫn có thể giúp cho Megumi và Yuji tránh khỏi cái chết một cách ngoạn mục như vậy. Thế nên mình nói Sukuna hơn Gojo một bậc về việc chữa trị cho người khác có lẽ cũng hợp lý, đúng không nào? Cấp độ cao. Nếu như hai con quái vật Gojo và Sukuna được mình xếp hạng sử dụng thuật thức ở mức độ đỉnh cao nhất thì ở cấp độ thấp hơn một bậc sẽ là những chú thuật sư sử dụng phản chuyển ở cấp độ cao. Và có thể nói rằng ngoại trừ hai kẻ mạnh nhất kia thì nhóm này chẳng kém ai được nữa. Và bốn cái tên tiêu biểu cho cấp độ này lần lượt là Yuta, Soko, Uraume và Genchaku. Cả bốn nhân vật này đều là những người có số má trong việc sử dụng phản chuyển thuật thức. Để thấy rõ được khả năng của từng người thì chúng ta cùng đi qua khả năng phản chuyển thuật thức của họ nhé. Đầu tiên là Yuta. Anh chàng chỉ mới là học sinh năm 2, thế nhưng đã được coi là chú thuật sư mạnh số 2 chỉ sau Gojo, thì chắc chắn là khả năng phản chuyển của anh chàng cũng không phải tầm thường rồi. Yuta có thể chữa lành được các vết thương của bản thân một cách cực kỳ nhanh chóng và hiệu quả thì cũng cực kỳ cao. Bằng chứng là trong trận
đấu với Sukuna thì dù cho có liên tục bị ăn trảm kích từ Nguyên Vương, thậm chí là ăn thẳng một đòn bác vào đầu, thế nhưng Yuta vẫn có thể hồi phục lại tổn thương để tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên cần phải biết rằng thì lúc này đầu ra chủ lực của Nguyên Vương đã bị ảnh hưởng nhiều rồi nhé. Bên cạnh đó, khả năng chữa lành cho người khác của Yuta cũng rất là đáng nể. Anh từng chữa trị và hồi phục cho cái chân gãy của Maki trong trận đấu với Geto và từng hồi phục cho Yuji, người đàn em của mình trong lành răng giữa sự sống và cái chết. Thế nhưng, trường hợp của Yuji thì Yuta không chắc chắn 100% đâu nhé. Vì thế mà khi nhân vật chính tỉnh lại sau nhát đâm của Yuta thì anh đã rất mừng vì mình đã không tiễn người đàn em sang thế giới mới. Về phần bác sĩ Soko thì cô cũng có một sự am hiểu cực kỳ sâu sắc về phản chuyển thuật thức. Bởi lẽ Soko có một năng khiếu đặc biệt với bộ môn này từ thời còn là học viên của trường chú thuật. Vậy nên đến sau này thì cô cũng theo nghiệp bác sĩ tại trường Tokyo luôn. Thế nhưng cho đến nay thì chúng ta vẫn chưa được chứng kiến Soko ra tay cứu người, mà chỉ có một lần Gojo nhắc đến việc Soko đã dạy cho mình phản chuyển thuật thức để hồi phục. Tuy nhiên thì quá khó hiểu nên mãi sau này thì ông thầy nhí nhố mới ngộ ra, lúc phải đối diện với cửa tử, Soko cũng đã khiến cho Sukuna phải lo lắng rằng cô có thể chữa trị được cho Gojo hay các thành viên khác trong team của Yuji. Thế nhưng hắn sớm yên tâm vì như mình đã nói thì hiệu quả của phản chuyển thuật thức lên người khác sẽ giảm đi rất nhiều, nên hắn không cần phải lo lắng về Soko nữa. Còn về việc Soko là bác sĩ nhưng chưa cứu một ai mà toàn thấy cô nàng đi nghiên cứu xác chết, cũng khiến cho mình nghĩ rằng liệu là Soko có phải là pháp y hay không đây. Tiếp theo là về Uraume và Kenjaku. Hai tên phản diện này đều có khả năng sử dụng phản chuyển thuật thức ở mức độ cao, vì thế mà khi chúng bị thương, chỉ sau một thời gian ngắn thôi, cả hai đều có thể chữa lành lại cơ thể. Kusakabe khi chứng kiến Uraume chữa lành bàn tay của mình sau khi bị xuyên huyết đâm thủng thì ông thầy cũng phải rén, vì theo như ông thầy, một kẻ có thể sử dụng phản chuyển thuật thức để hồi phục ở mức độ đó thì tốt nhất là Kusakabe sẽ nên tránh xa. Còn với Kenjaku thì hắn cũng không kém cạnh, khi mà trong trận đấu với Yuki, hắn đã hồi phục lại cơ thể sau khi ăn đòn trực diện của nữ chú thuật sư đặc cấp và gãy tay cộng thêm mấy cái xương sườn. Thế nhưng chỉ mất thời gian ngắn thôi, Kenjaku đã trở lại một cách bình thường như chưa hề có cuộc chia ly. Nhìn chung ở cấp độ này thì hầu hết những chú thuật sư đều làm rất tốt việc chữa lành cho bản thân, và có lẽ thứ khiến cho họ chưa đạt tới đẳng cấp của Gojo và Sukuna chính là tốc độ và hiệu quả hồi phục mà thôi. Cấp độ cơ bản. Và đến với cấp độ cơ bản nhất của việc sử dụng phản chuyển thuật thức, có lẽ mình sẽ lấy đại diện là luật sư Higuruma và Yuji. Khả năng của họ đã được thể hiện trong trận chiến vừa qua với Sukuna, khi mà sau hơn một tháng luyện tập, Yuji và anh chàng luật sư có thể sử dụng thành thạo được phản chuyển thuật thức để chữa lành. Tuy nhiên thì họ vẫn chỉ căn bản là chữa lành vết thương với tốc độ khá chậm, nhất là những vết thương lớn và nghiêm trọng thì thời gian chữa lành sẽ lại càng dài hơn những vết thương bình thường. Điều này cũng là dễ hiểu thôi, bởi so với những chú thuật sư đã có kinh nghiệm thì Yuji và Higuruma không thể nào bằng được. Tuy nhiên thì chỉ trong vòng một tháng mà cả hai đã học được kỹ năng này cũng là một câu chuyện đáng nể lắm rồi. Higuruma có lẽ là với năng khiếu của mình, anh chàng này đã tiến bộ hơn Yuji khi mà anh mất ít thời gian để học được phản chuyển thuật thức hơn. Đồng thời, khả năng chữa lành của Higuruma cũng là tốt và hiệu quả hơn. Anh chàng luật sư có thể hồi phục lại cánh tay đã bị chặt đứt bởi Nguyên Vương trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên cũng cần phải có một sự đánh lạc hướng từ Yuji khiến cho vua nguyền hồn mất tập trung thì Higuruma mới có đủ thời gian hồi phục lại bộ phận này của cơ thể. Trong khi đó thì Yuji cũng không thua kém gì khi mà anh chàng bị Sukuna chém thủng một phần cơ thể và thành ra nhiều mảnh nhỏ thì nhân vật chính của chúng ta cũng đã mất một khoảng thời gian để hồi phục lại. Sukuna cũng rất ấn tượng với khả năng sử dụng phản chuyển của Yuji, bởi lẽ sau đó trong lãnh địa của Yuta, anh chàng đã hồi phục cơ thể rất tốt sau những lần bị chạm kích tổn thương. Thế nhưng hiệu quả thì vẫn chưa thực sự tuyệt vời, vì chúng ta có thể thấy là đôi chỗ thì Yuji vẫn chưa hồi phục được, hay nói đúng hơn là để tiết kiệm thời gian thì anh đã lựa chọn hồi phục những vị trí yếu điểm quan trọng, bỏ qua những vết thương ngoài da không quá nghiêm trọng để có thể tiếp tục chiến đấu với Nguyên Vương. Và đó chính là cấp độ cơ bản nhất của việc chữa lành bằng phản chuyển thuật thức. Ở trường hợp đặc biệt, vài trường hợp đặc biệt hơn một chút sau đây mình cũng sẽ nói qua, đó là chúng ta có một vài cá nhân có thể sử dụng phản chuyển thuật thức theo một cách rất là đặc biệt. Đầu tiên đó chính là Hakari. Anh chàng này sau khi mở lãnh địa và trúng jackpot thì trong vòng 4 phút 21 giây, Hakari sẽ gần như trở nên bất tử với khả năng chữa lành bằng phản chuyển thuật thức ngay lập tức. Mặc dù là bản thân Hakari thì không hề biết sử dụng thuật thức này, thế nhưng với cơ chế đặc biệt của lãnh địa thì phản chuyển thuật thức của Hakari có thể chạy tự động hoàn toàn. Vậy nên mỗi khi mà cơ thể của Hakari nhận tổn thương trong khoảng thời gian vàng thì ngay lập tức nó sẽ được chữa lành tự động.
Tốc độ chữa lành của Hakari còn vượt qua cả Gojo lẫn Sukuna. Chính vì thế mà có lẽ Hakari chính là người có thể chữa lành cơ thể bằng phản chuyển thuật thức nhanh nhất thế giới chú thuật. Và dĩ nhiên là với việc mọc tay mọc chân, đối với Hakari sẽ là dễ như trở bàn tay rồi. Thậm chí là anh chàng này đã mất tay sau khi thời gian 4 phút 21 giây trôi qua, thì Hakari chỉ việc bành trướng rồi trúng độc đắc là cánh tay sẽ về lại với anh bằng cách mọc lại. Arata cũng là một trường hợp đặc biệt khi mà thuật thức bẩm sinh của anh ta có thể chữa trị cho người khác tạm thời bằng cách cầm máu và giảm đau. Tuy nhiên thì bản thân Arata lại không biết sử dụng phản chuyển thuật thức đấy nhé. Hajime cũng cho thấy khả năng hồi phục đáng kinh ngạc khi ông ta kích hoạt thuật thức bẩm sinh huyễn thú hổ phách của mình. Thế nhưng vì cuối cùng thì cơ thể cũng sẽ tan biến, vậy nên có hồi phục thì cũng chỉ phục vụ cho việc chiến đấu tại thời điểm đó mà thôi. Và một nhân vật nữa mà mình cũng muốn nói tới đó là Iori. Anh chàng này có một thuật thức mang tính khủng bố, đó là biến bộ phận cơ thể thành những quả bom. Bởi thế mà anh thường ném nhãn cầu của mình về phía đối thủ rồi cho nó phát nổ. Thế nên khả năng phản chuyển của anh chàng cũng khá là ấn tượng. Tuy nhiên với cơ chế thuật thức đặc biệt thì có lẽ là thuật thức phản chuyển đối với anh cũng sẽ có phần đơn giản hơn so với những chú thuật sư khác. Phản chuyển thuật thức dùng để đảo nghịch thuật thức. Và từ đầu tới giờ chúng ta chỉ mãi nói tới việc phản chuyển thuật thức có thể chữa lành được cho cơ thể. Thế nhưng vẫn còn một công dụng nữa mà mình sẽ nói đến ở phần cuối video này. Đó chính là giúp cho các chú thuật sư có thể nghịch đảo chú thuật của bản thân. Đúng vậy, phản chuyển thuật thức có thể đảo ngược lại tác dụng của thuật thức khi chú thuật sư sử dụng năng lượng tích cực để thi triển thuật thức. Ví dụ dễ thấy nhất đó chính là vô hạ hạn của Gojo. Khi thuật thức thuận chuyển, là thương sẽ tạo ra một điểm hội tụ hút mọi thứ về nó. Nhưng ở thuật thức nghịch đảo là hách thì nó sẽ là một điểm phân kỳ đẩy mọi thứ ra xa, và hách chính là thuật thức được thi triển bằng năng lượng tích cực từ phản chuyển thuật thức đấy. Tức là giờ đây phản chuyển thuật thức trở thành một bước trung gian để tạo ra một nguồn năng lượng để thi triển đòn tấn công. Ngoài Gojo thì Genchaku cũng đã từng thi triển thuật thức đảo nghịch của thuật thức phản trọng lực cấu trúc, nhờ đó mà hắn có thể đánh lừa được Yuki trong trận đấu với Conan và thoát khỏi hố đen do cô tạo ra từ thuật thức tinh tú phẫn nộ. Không rõ là liệu để áp dụng phản chuyển thuật thức vào việc tạo ra thuật thức đảo nghịch có khó hay là không, thế nhưng có vẻ như nó không được phổ biến cho lắm, vì đến nay không có quá nhiều người áp dụng vào thuật thức của họ. Thay vào đó thì phản chuyển thường được nhắc đến là thuật thức chữa lành cơ thể nhiều hơn. Các bạn nghĩ sao về trường hợp này? Comment phía dưới cho mình và mọi người cùng bàn luận với nhé. Có bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.